Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ đi uống cà phê. Đây, quay cho các bạn xem đây. Đấy, mình cùng ông anh đang ngồi uống nước nhé. Đấy, vô tình là mình phát hiện ra cái đầu trâu. Thì mình cũng logo của mình, YouTube của mình đầu trâu nhé. Mà mình không đụng hàng với nó. Nói chung là trâu nha các bạn. Đấy. Đây, quang cảnh. Đây, bên kia đang có mấy đại gia bàn chuyện không làm mà vẫn có ăn. Bên đó cũng có. Trên này cũng có nhá. Có người nhá. Đấy. Nệm rất là hoành tráng. Có gối nữa nhá. Đấy. Thoải mái. Mình dùng cà phê sữa nhá. Ông anh cà phê đá. Đấy. Đầu trâu. Đầu trâu kìa. Hả? Đầu trâu đằng sau đấy. Đấy, quay lại đằng sau kìa. Đầu trâu. Đấy, cái gối này. Subscribe kênh nha mọi người. Chào.